Tôi yêu tiếng nước tôi là cuộc thi đang được nhiều người Việt Nam trên toàn thế giới quan tâm trong những ngày này. Sau các vòng loại diễn ra tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, cuộc thi đã chọn ra được 52 gương mặt tiêu biểu trong hơn 300 thí sinh có chất giọng tốt và có tình yêu đặc biệt với những giai điệu của quê hương Việt Nam. Bởi vì tôi cũng là từng người sống 18 năm ở nước ngoài, cũng như các con, các cháu tôi hiện nay vẫn đang ở nước ngoài. Thật sự có cháu nội của tôi không biết nói tiếng Việt, cứ hello bà nói. Nên là thực sự đối với tôi, cái chương trình này đối với tôi rất là có ý nghĩa và tôi rất háo hức. Tôi rất muốn đi giao lưu để muốn gây cảm hứng cho các bạn người Việt ở nước ngoài phải biết và nói thành thạo tiếng Việt và đậm tí hát bằng tiếng Việt để giữ gìn văn hóa của nước mình. Và đồng thời nếu mà là người Việt mà không biết nói tiếng Việt, không biết hát những câu tiếng hát của tiếng Việt thì đối với tôi đó là một sự thiệt thòi rất lớn. Tôi yêu tiếng nước tôi có nghĩa là tôi phải tự hào về bản sắc văn hóa tiếng Việt. Và tự hào hơn nữa là những bà con ở Việt Kiều phương xa, người ta vẫn luôn giữ gìn văn hóa tiếng Việt của mình. Và tôi rất mong muốn là sẽ lan tỏa trái tim của người Việt đến với những người Việt trên khắp mọi miền thế giới. Không nhất thiết là phải sang đấy để đoạt giải hay là có một cái gì nhiều hơn là cái tình nghĩa, cái tình cảm đối với những người mà xa quê hương. Và tôi thiết tha rằng là những người mà xa quê hương sau những cái buổi như thế này thì họ cảm thấy yêu Việt Nam hơn, yêu tình người hơn ở giữa con người với con người. Đó là một cái nhân văn mà tôi rất là kỳ vọng. Là người ấp ủ và tâm huyết với chương trình, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa chỉ có một mong muốn duy nhất là tổ chức một sân chơi bổ ích để có thêm nhiều cơ hội gắn kết cộng đồng người Việt Nam với nhau. Bởi những người Việt ở nước ngoài, họ nhớ lắm và cần lắm những câu nói, những lời hát bằng tiếng Việt. Thông qua những cái giai điệu dân ca nguyên thể, thông qua những cái bài hát mà một thời để nhớ, những cái tình cảm mà rất là giản dị về quê hương đất nước, về tình yêu đôi lứa, về tình yêu cha mẹ, thì đó là những cái điều mà tôi muốn gửi gắm trong chương trình này đến với các bạn trẻ, các thế hệ lớn. Thế hệ có những bác 70 tuổi hát rất là hay. Khi mà hát tình ca thì tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mắt bác ấy. Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỳ, thì tôi yêu tiếng nước tôi không chỉ dừng lại là một chương trình thi hát, mà đây là một sứ mệnh trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Thông qua những câu hát tiếng Việt ngọt ngào sẽ góp phần bảo vệ ngôn ngữ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các thế hệ người Việt trên toàn thế giới. Với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì họ sẽ gắn bó với đất nước. Nhất là những thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi. Thì cái cội nguồn, gắn bó với cội nguồn với quê cha đất tổ, trước hết là bằng ngôn ngữ. Nếu như mà không giữ được cái tiếng Việt cho các cái thế hệ đó, thì cái sợi dây giữa những cái dòng máu Việt ở nước ngoài sẽ lỏng lẻo dần, sẽ bị phai nhạt dần. Do đó phải làm sao cho cộng đồng mình ở nước ngoài, ở năm châu bốn biển, thì giữ được cái tiếng nói mẹ đẻ. Và không phải là tiếng nói, mà cao hơn tiếng nói là gì? Là những cái làn điệu dân ca, là những bài hát, là những câu chuyện kể, là cái kho tàng văn hóa Việt Nam rất là phong phú và đa dạng. Thế thì vì cái suy nghĩ như thế cho nên năm nay, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ quyền của các cái nghệ sĩ biểu diễn, rồi thì với Đại sứ quán Việt Nam ở Séc, rồi thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mình tổ chức một cái cuộc thi là Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Thì ngay cái tên cuộc thi thì đã rất rõ ràng rồi, tiếng nước tôi là tiếng Việt, là văn hóa Việt. Dù sống ở xa tổ quốc, xa quê hương, nhưng tiếng Việt, văn hóa Việt, làn điệu dân ca, những bài hát tiếng Việt vẫn như sợi dây tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài với đất nước. Âm sắc của những câu hát phần nào khiến cho những kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm tự hào về quê hương của mình, luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của ông bà cha mẹ mình.